Để cuộc thi của chúng ta không bị kéo dài, tôi sẽ mời đến đây thí sinh Trương Bảo Xuyên. Lời nói đầu tiên xin cho Bảo Xuyên gửi lời chào trân trọng đến bốn vị thánh hài của chúng ta: Thanh Thủy Trào Phúng, Đức Hải Tạp Kỷ, Hồng Dân Tỉnh Queo, Minh Nhí Hoạt Quạ. Chào là phải chào cho hả dạ, chào từ cái chị sắp chuyển dạ, chào luôn của anh bán bánh đa, chào fan ca sĩ Hồ Ngọc Hà, chào con chó Chihuahua, chào cả nhà thân ái, chào giống đực giống cái, chào con gà mái. Rồi chào gái chưa chồng, chào lòng vòng vì ban tổ chức, chào hết mức yêu thương ban giám khảo. Dạ, vừa rồi em chào như một cơn bão, làm chao đảo cả phòng thi. Nếu đời không có khinh khi, làm ơn cho em trường cái mặt lì lên thi thố. Chào xong là mình phải cười hô hố. Em chào hân hoan cả nước, em chào thập tự chúng sinh mà em không có chào tôi. Bây giờ muốn đi không? Dạ thi. Thi phải không? Dạ, dạ chị đó nha. Em á là chỉ có 3 phút để bám trụ cái chương trình này thôi. Em không có mối quan hệ dễ dàng lắm chị. Bây giờ chị sẽ cho cưng một cái vật dụng. Dạ. Nếu mà cưng á vận dụng vào trong cuộc sống được á. Dạ. Thì chị sẽ cho cưng đậu. Dạ. Cái gì vậy chị? Cây nhíp. Cây nhíp. Trời ơi, chúng tôi yêu nhau đã 3-4 năm trời mà chưa thành chồng thành vợ. Tía thì ông gật đầu, ông đồng ý. Còn má, bà quay sang rồi bà lại bảo. Bà ông sao? Bà nói tính nói của thằng Xiên nó bóng bẩy. Ờ. Rồi sau này vợ nó thêm về có phần hốt hoảng, nên bà còn dùng dằn chưa chịu cho hai đứa kết tóc chung tình. Hay. còn sâu trên rồi chị ơi, nói lối á thì hay mà hát có thì dở vậy á. Dạ có gì đâu chị, bây giờ chị cho em đậu đi. Nếu như chị không cho em đậu đó, chị chỉ em cái cách mua giải đi. Trời. Nếu như chị đồng ý giúp em mua giải, em sẽ tài trợ cho chị 2 năm uống miễn phí sữa tăng trưởng chiều cao. Đau liền không? Về chị uống sữa xong, cái lon chị để làm gì? Chị để lên, rồi chị bước lên, chị cao ngất ngưỡng, đời ai cũng phải ngước nhìn. Thiệt em, tôi nói thiệt, cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp một cái thí sinh nào quỷ quyệt như em. Tài năng thì có hạn, mà thủ đoạn thì vô biên, có ý đồ mua giải nữa. Tôi quyết định. Em đậu hả chị? Đó. Trời. Xin cảm ơn Hồng Đào, cảm ơn bạn đã trợ giúp cho phần thi của Bảo Xuyên. Thanh Thủy phải nói là Minh Nhí chọn đi rồi về nhà có sữa mà uống. Đấy. Theo quy định của chúng tôi, nếu mà không có vị sư phụ nào bấm đèn để lựa chọn bạn thì bạn sẽ phải tạm biệt chúng tôi.